Lì xì đầu năm lấy mây, thanh niên nghĩ ra cách cho cả nhà bốc tùy duyên số. Đấy là Mia, quay mặt ra kia. Quán lên, quán lên. Nào, nào. Mới đây một clip quay lại cảnh lì xì đầu năm mới làm ai xem cũng tò mò. Bởi lẽ chỉ là việc lì xì những khi xem thì ai muốn xem mệnh giá bao nhiêu. Cụ thể vào ngày đầu năm, anh trai trong đoạn clip đã chuẩn bị một thùng cát tông, bỏ vào đó một số tiền nho nhỏ để lì xì cho cả nhà lấy may. Được biết anh nghĩ ra trò lì xì này là do anh quên chuẩn bị bao lì xì. Thế nhưng nó lại được nhiều người dân áp dụng vì lì xì kiểu này bốc được nhiều hay ít là tùy duyên số, khỏi phải buồn phiền về mệnh giá phong bao. Quá chuẩn luôn. Quay lên. Nào thế thằng tin nào. Quay lên. Với việc lì xì theo phong cách bốc thăm trúng thưởng, thanh niên trên đã tạo ra một không khí vô cùng vui vẻ cho cả nhà nhân dịp đầu năm mới. Hơn hết là chẳng ai phải tị nạnh nhau tiền nhiều hay ít, bởi lẽ nó phụ thuộc vào vận may, nhân phẩm của mọi người. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau: vừa hay vừa sáng tạo, đầu năm làm không khí cả nhà ai cũng vui vẻ. Tôi mà biết trò này sớm thì tôi đã không mất 4 triệu cho 8 đứa cháu ruột của mình rồi. Nhà ai nhiều trẻ con thì nên học hỏi để khỏi tị nạnh nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.